mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đó là bờ suối Đoan ở xã Đoan Tĩnh, huyện Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Vào thời điểm xảy ra câu chuyện này, cuối năm 1966, dân số Móng Cái còn thưa thớt, với hơn một nửa là người Hoa, phần còn lại là người Dao và người Kinh. Hồi đó tôi mới 21 tuổi, là trưởng tổ thợ theo đội xe 5, công ty ô tô lâm nghiệp Quảng Ninh. Từ Cẩm Phả ra chợ gỗ mới khai thác từ lâm trường Hà Cối, cách Móng Cái chừng 25 cây số. Theo quốc lộ 18B ngược sang Móng Cái, đổ ở bãi chân cầu Ca Long. Để từ đó, gỗ được đóng bè hoặc đưa lên xà lan theo sông Ca Long, con sông lớn chảy dọc biên giới Việt Trung, ngoại vi thị xã, phân phối đi các nơi. Đội xe đóng quân nhờ khu nhà ngói cong mới dựng của đội trồng rừng Đoan Tĩnh, bên bờ suối Đoan, cách quốc lộ chừng 2 cây số. Vùng đất hoang vắng, chó ăn đá, gà ăn sỏi, không có cả khỉ ho cò gáy. Ban ngày có việc làm còn đỡ, hễ chiều tối xuống là buồn đến nhạt miệng đờ mắt. Tổ thợ chúng tôi có 5 đứa, cùng lứa học sinh Hà Nội đi thanh niên xung phong xây dựng kinh tế biển đối, thuộc đoàn thanh niên tháng 8 thủ đô. Có xe hư thì sửa, không có xe hư thì làm bảo dưỡng định kỳ. Hết việc thì hoặc theo xe đi Hà Cối, hoặc la cà vào mấy bản người Hoa, người Dao cho đỡ buồn. Nhưng kể từ tuần thứ 2, khi đã quen đất quen đường, không đứa nào chịu ở nhà mà đều kiếm chuyện để theo xe đi Hà Cối. Nguồn gốc bắt đầu từ khi cánh lái xe, kể cả đội trưởng vụ, mỗi chiều tối sau khi đổ gỗ ở Ca Long về, trong bữa cơm rượu vào lời xa hề hà tán như pháo sang đủ chuyện về đường ngầm tiên nữ. Đó là đoạn đường ngầm qua công trường muối Quất Đông, cách Đoan Tĩnh chừng 5 cây số. Cứ chiều đến sau giờ làm việc, hàng trăm chị em công trường kéo nhau ra con đập ở phía trên đường ngầm chừng 30 mét, tắm theo kiểu tiên nữ. Thấy xe lâm trường chạy qua, chị em không những không tránh mà lại còn hò hét vẫy chào, tự giới thiệu tên mình, hỏi tên cánh lái xe, tìm đồng hương, thậm chí thách xuống tắm chung. Kể từ khi đường ngầm tiên nữ được phát hiện, năng suất vận chuyển của đội xe tăng vọt hẳn. Không thấy anh nào chê Móng Cái buồn tẻ như lúc mới đặt chân. Vĩnh Cận theo xe có một ngày tuyên bố, thôi không đi nữa. Tôi hỏi, tại sao vậy? Không hiểu sao họ có thể tắm như thế, và tại sao chúng mày lại có thể thích thú trước những cảnh như thế nhỉ? Lúc đó, hai đứa đang ngồi trong nhà bếp ăn sáng bằng khoai sọ luộc chấm muối vừng. Tôi cố nuốt mà không trôi. Không may cho Vĩnh, câu nói đó lọt vào tai đội trưởng vụ tình cờ bước vào. Nói bố láo. Vụ mặt đỏ tía tai chỉ mặt Vĩnh, đừng có sở giọng đạo đức giả. Chúng nó tắm cách đường hàng trăm mét, xe chạy vèo một cái là qua. Chỉ những thằng đeo kính tiểu tư sản như mày mới nhìn béo mó, chứ Phú Thọ quê tao á, đàn ông đàn bà cùng tắm chuồng bên bờ giếng là chuyện thường. Không thích theo xe thì nhà trông sắn. Vụ đi rồi, Vĩnh vẫn ngồi cúi gằm, cặp kính gọng nhựa thông cảm với chủ rơi trễ xuống cánh mũi như muốn chạy trốn khỏi khuôn mặt. Giá hồi đó, 24% học sinh cả nước cận thị như bây giờ, thì một anh thợ đeo kính cận như Vĩnh chắc chắn không bị lên án nặng như thế. Hôm ấy vì thương bạn, tôi cũng không đi theo xe, ở nhà trồng sắn với Vĩnh. Đối với thợ và lái xe trong đội, trồng sắn, trồng rau nuôi gà không phải hình thức kỷ luật mà là chỉ tiêu thi đua tự túc lương thực, nên hai đứa chẳng có gì phải bực mình. Cuộc đụng độ giữa Vụ và Vĩnh nghĩ cho cùng cả hai đều có lý. Vụ chỉ sai ở chỗ khoảng cách giữa đập nơi các tiên nữ tắm đến đường xe chạy là 30 mét, chứ không phải là 100 mét. Còn Vĩnh sai ở chỗ lấy cái thước văn hóa ở thủ đô để đo diện tích kinh tế nghèo nàn lạc hậu ở miền núi. Một buổi chiều, sau khi cùng chỉnh xong bơm cao áp một chiếc xe, tôi lên nhà, không thấy Vĩnh đâu. Đoán cậu ta đi vun gốc sắn. Tôi theo con đường mòn sườn đồi sau nhà ra bãi sắn của đội xe ở phía bờ suối. Kể từ hồi bắt đầu vùi bom đến nay hơn 4 tháng, lườn đồi đầy cỏ dại, ngày nào đã thành bãi sắn tươi ngăn ngát, cây nào cũng tăm tắp ngập cả đầu người. Vĩnh đang ngồi nghỉ trên cán cuốc trong luống sắn, mắt nheo nheo hướng xuống đập nước ngăn dòng suối dưới chân đồi.
Từ hồi Vũ Quy Kết chiếc kính tội tiểu thư sản, Vĩnh không dám đeo kính vào ban ngày. Theo hướng nhìn của Vĩnh, tôi giật mình. Bên bờ suối, một cô gái khỏa thân trắng ngần, tóc vẫn cao, đang vốc nước lên bộ ngực đầy nhựa sống của thần vệ nữ. Ai đây? Tôi hỏi. Cái ngần chiều nào cũng hái dâu bên kia suối rồi xuống tắm ở đấy. Ôi, tao khuyên mày từ nay nên chấm dứt đi. Tôi bỏ về, Vĩnh miễn cưỡng đứng dậy về theo. Tao chiêm ngưỡng vẻ đẹp thánh thiện để vẽ nghệ thuật, khác với chúng mày xem xô bồ để tán dung tục chứ. Về đến nhà, sợ tôi giận, Vĩnh lục ba lô đưa tôi xem sấp tranh ký họa của A4 bằng giấy croquis, tấm dùng chỉ đen, tấm dùng màu nước, một số là phong cảnh rừng suối làng bản, cảnh sinh hoạt quanh lâm trường, đa số còn lại đều là hình gần khỏa thân nhiều tư thế đứng ngồi rất đẹp khi tắm, lúc ở dưới suối lúc lại lên bờ. Tôi ngơ ngẩn thầm phục tài năng của Vĩnh. Theo tao á, tôi nói, mày tốt nhất là đốt đi. Mày mà cũng khuyên tao thế à? Vĩnh tiều nguyểu. Trong tôi lúc đó có hai con người. Một thằng bạn cùng lớp với Vĩnh suốt 10 năm phổ thông, muốn trân trọng lưu giữ những bức tranh ấy. Một thằng tổ trưởng tổ thợ, kiêm bí thư chi đoàn đội xe, biết trước những bức tranh ấy lộ ra sẽ thành đại họa cho chính Vĩnh. Ngần người Hoa lai sao, con gái chủ tịch xã Lý Vòng, cô giáo dạy trường cấp 1 Đoan Tĩnh. Trường nằm cạnh quốc lộ, xe chúng tôi ngày nào cũng qua lại ít nhất 2 lần. Ngần lệ đẹp nên dân đội xe chúng tôi phát hiện ra cô rất nhanh. Cô mảnh người nhưng đầy lằn, làn da trắng tơ, mắt đen láy, đôi môi lúc nào cũng đỏ tươi. Ở tuổi 20 nhưng gương mặt cô trong sáng chỉ như 16-17. Gia đình Lý Vòng thuộc lại giàu ở trong xã. Vợ ông người Dao khoảng 45 nhưng vẫn trẻ đẹp, rất giỏi nghề dệt vải cạp xá và thổ cẩm. Những người làm nghề dệt khắp vùng Hải Ninh cũ và bên Đông Hưng Trung Quốc vẫn đến mua mẫu hàng của bà. Nhà Lý Vòng cách đội xe hơn 2 cây số đường, đồi rừng bạch đàn lại phải lội qua 2 con suối. Nhưng đám lái xe và thợ sửa chữa chúng tôi, dù chẳng ai biết giá trị của vải cạp xá lẫn vải thổ cẩm, tối nào cũng kiếm chuyện xem hàng để đến chơi tán tỉnh cô giáo Ngần. Ông bà Lý Vòng và mấy chị em Gần chẳng lạ gì mấy đứa đội xe gốc Hà Nội. Chiều muộn, tôi đang tắm ở giếng để lên ăn cơm, thì Vụ đâm bổ từ khu nhà ở ra hỏi. Tuấn, lên ngay có chuyện này. Tôi mặc vợ quần áo, tất tả theo Vụ. Trong gian phòng đầu hồi dãy nhà ở tập thể của đội trồng rừng, dùng làm văn phòng, có Cầu, đội trưởng, Tơn, thư ký công đoàn, còn Vĩnh mặt cúi gằm, ngồi ở chiếc ghế bên ngoài, đối diện với Cầu. Thấy tôi vào, Vĩnh hơi ngước lên, mặt tuy tái xanh, nhưng mắt vẫn chứa đầy sự ương ngạnh. Vụ căng thẳng nói với Cầu. Đồng chí Tuấn, bí thư chi đoàn đội xe, tổ trưởng tổ thợ, đồng chí làm việc đi. Cầu đắc ý nhiều hơn là nghiêm trang. Chiều nay, cô Tơn, thư ký công đoàn của đơn vị chúng tôi, tưới rau gần bãi sắn đội xe, đã bắt quả tang anh Vĩnh ngồi trong luống sắn xem cô giáo Gần tắm ở bờ đập dưới suối. Tôi tê tái nhìn Vĩnh rồi hỏi Tơn. Lúc đó, cậu Vĩnh có đeo kính không? Không. Cậu ấy cận thị, không đeo kính thì làm sao từ trên bãi sắn nhìn thấy tận dưới bờ suối được? Thế sao lúc tôi nói, đồng chí không cãi? Vụ vội lấn át. Nó đang ngồi ị ở trong luống sắn, không lẽ tô mà cãi à? Anh nhẹ nhàng vỗ vai Vĩnh. Về. Ba chúng tôi cùng hiên ngang ra khỏi phòng. Lúc khuất hẳn dãy nhà của đội trồng rừng, Vụ nói túm ngực áo Vĩnh, kéo ra hẳn phía sau rừng bạch đàn. Lẽ ra tao phải đấm vỡ mặt mày rồi. Chúng ta công khai xem bọn con gái công trường muối tắm thì mày khinh, còn mày lại lén lút xem cô giáo Ngần tắm. Như thế thì mày bảo sao? Mày tưởng gỡ cái kính ra là hết thói tiểu tư sản à? Vụ đẩy Vĩnh ngã mệt. Tao á, tao sẽ báo cáo phòng tổ chức công ty về việc này. Rồi anh ta hầm hầm bỏ đi. Tôi đỡ Vĩnh đứng dậy. Tao bảo rồi, sao mày cứ không nghe?
tại cô ta vẫn cứ tắm ngay trước mắt. Mấy ngày sau, khi ông Bắc, phó giám đốc phụ trách tổ chức công ty, ngồi xe con băng ca gác 69 từ Cẩm Phả, chở theo viên đại úy công an tỉnh ra đội xe, tôi mới biết vụ không chỉ dọa. Và tại đội xe, ông Bắc đã làm những chuyện mà ngay cả vụ cũng phải hối hận về việc báo cáo của mình. Nhìn vấn đề to xa thành quan điểm tiểu tư sản và vi phạm chính sách dân tộc, ông Bắc và viên đại úy đã gặp lại cầu tơn, hỏi kỹ về hành vi của Vĩnh ở bãi sắn. Sau đó mời hai người này làm chứng để khám ba lô của Vĩnh. Lúc cả đội xe không có nhà, phát hiện ra 52 bức tranh chì và màu nước, trong đó có 34 bức vẽ ngần khỏa thân. Vĩnh bị nghỉ việc để làm kiểm điểm trước ông Bắc và viên đại úy. Còn đội xe suốt 2 tuần, ngày đi làm không sao, cứ tối về sau bữa cơm là họp đến 12 giờ đêm để kiểm điểm Vĩnh. Vĩnh sợ đến phát ốm. Cậu ta khổ sở thanh minh, đó là những bức tranh nghệ thuật vô ích. Cậu ta vừa khóc vừa nói, hồi ở nhà khi theo học hệ trung cấp hội họa, việc xem người mẫu khỏa thân để vẽ là chuyện bình thường, nên khi xem gần tắm để vẽ, cậu ta cũng chỉ nghĩ đơn giản. Thực tế cậu ta chỉ xem 7 lần. Sau khi tôi nhắc, cậu ta đã thôi rồi. Vô ích nốt. Xem trộm gái kinh tắm, tội 1. Xem trộm gái hoa tắm, tội 10. Ông Bắc dứt khoát khẳng định, vẽ khỏa thân là đồi trụy, nên ở Hà Nội nếu có, thì đích thị là tàn dư của bọn nhân văn sai phẩm. Căn cứ vào 34 bức tranh rất rõ mọi đường nét, ông quả quyết, Vĩnh phải xem gần tắm 34 lần, và phải nấp ngay cạnh bờ suối, chứ không phải là tít ở trên bãi sắn. Đội trưởng Vụ và anh em trong đội xe lúc đầu do định kiến với vài cá tính của Vĩnh cũng tham gia phê phán. Sau thấy sự việc đi quá xa, mọi người chuyển sang thông cảm, không sơ cao đánh mạnh nữa. Nhân đà đó, khi được ông Bắc chỉ định phát biểu với tư cách là bí thư chi đoàn, tôi nói, theo tôi, chúng ta nên phân tích việc chiều nào anh em đội xe, trong đó có tôi, cũng xem chị em công trường muối tắm ở đập Quất Đông với việc đồng chí Vĩnh xem cô giáo gần tắm ở suối Đoan Tĩnh khác nhau ở chỗ nào. Nếu không sẽ bị hiểu cùng một hành vi, tập thể thì được coi là lành mạnh, còn cá nhân lại là suy đồi bệnh hoạn. Còn việc đồng chí Vĩnh vẽ cô giáo gần khỏa thân, tôi cũng công nhận là vi phạm đạo đức đoàn viên, cần nghiêm khắc phê phán. Nhưng khi những bức tranh đó còn cất trong ba lô, chúng ta chưa nên nói đồng chí ấy tuyên truyền văn hóa đồi trụy. Ông Bắc chỉ ngay mặt tôi, bí thư chi đoàn mà mất lập trường như thế à? Có người ở lâm trường báo tôi, anh cũng có ít nhất là 1 lần cùng anh Vĩnh xem cô gần tắm. Mấy hôm sau, ông Bắc bảo tôi đưa đến nhà chủ tịch xã Lý Vòng. Theo ông, người đội xe gây ra vụ vi phạm nghiêm trọng như thế, lãnh đạo công ty không thể không có lời với chính quyền địa phương và gia đình cô Ngân. Tôi can ông, ở xã và gia đình Ngân có ai biết gì đâu, mà mình phải lạy ông tôi ở bụi này. À, phải đợi đến khi họ biết, báo cáo lên huyện lên tỉnh, rồi lãnh đạo công ty nhận luôn kỷ luật về tội bao che cho thằng Vĩnh à? Tôi đành đưa ông Bắc đến nhà Lý Vòng. Ông Vòng nghe xong cười xòa. Ôi, không có gì đâu đồng chí à. Ở miền xuôi, con trai con gái nhìn nhau tắm không được. Chứ miền núi chúng tôi là chuyện bình thường, gia đình không có bận tâm đâu. Ông vui vẻ gọi vào nhà trong. Ngân à! Đợi Ngân ra chào khách, ông nói, đồng chí giám đốc đoàn xe đến nói, có người đội xe thấy con tắm ở suối đội trồng rừng. Ông Bắc lúng túng. Dù đồng chí thông cảm, coi là chuyện nhỏ, chúng tôi vẫn phải nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc. Trước hết là chúng tôi xin lỗi gia đình và cô Ngân. Không sao đâu ạ. Ngân chỉ thoáng đỏ mặt, sau đó cười nhẹ. Em đi hái dâu ở đó nên tắm luôn cho tiện thôi mà. Chuyện ai nhìn thấy không sao đâu ạ. Thế 34 lần cũng không sao à? Ông Bắc hỏi. Ngân hơi sững ra, sau đó tái mặt. Dường như nhận ra 34 lần khác 1 lần,
không chỉ ở số nhiều. Cô ứa nước mắt, quay ngoắt luôn vào gian trong. Từ viên đại úy công an tỉnh, câu chuyện trở thành vụ án lớn. Vĩnh bị khởi tố về tội tuyên truyền văn hóa đồi trụy. Và chính ông Bắc cũng bị bất ngờ. Thâm Tâm tuy giơ cao đánh mạnh, nhưng ông không hề muốn kết thúc vụ việc bằng phiên tòa. Gần bị ốm liệt giường. Lúc đó tôi mới hiểu tâm lý phụ nữ. Khi họ tắm, bị đàn ông nhìn lướt một lần là khác, còn bị nhìn kỹ nhiều lần là rất rất khác. Tôi bàn với Vĩnh: "Này, dù ốm mày cũng phải đến nhà xin lỗi ông bà Lý Vòng và cái Ngân." Vĩnh đồng ý, nhưng anh em trong đội bảo tôi nên đi trước thăm dò, để Vĩnh sang đột ngột. Nhỡ thương con gái, ông ấy nổi giận chém cho một nhát là thiệt thân. Vừa thấy tôi đến, ông Lý Vòng nói: "Hôm nay lên huyện họp, nghe tuyên huấn tỉnh về nói vụ chú Vĩnh vẽ hình con Gần sẽ bị xử điển hình ở thị xã Móng Cái, sau đó tuyên truyền ra toàn tỉnh để làm gương. Tôi và nhiều người phản đối, bí thư huyện cũng không muốn, nhưng về đây vẫn thấy lo cái bụng quá. Thế bây giờ chú Vĩnh thế nào?" "Nó đang sợ phát ốm lên, muốn sang đây xin lỗi hai bác mà không dám." Bà Lý Vòng ở nhà trong đi ra, ngồi xuống chiếc ghế gần tôi: "Này chú Tuấn này, tôi biết chú Vĩnh nhìn con Gần tắm rồi vẽ, cũng như tôi tìm mẫu để dệt vải cạp xá, vải thổ cẩm thôi. Nhưng con Gần lúc đầu không biết ai nhìn nó ốm vì sợ, nhìn 34 lần. Đến là chồng, cả đời cũng không nhìn vợ tắm nhiều như thế. Nhưng bây giờ biết chú Vĩnh nhìn, nó không còn sợ nữa, mà chuyển sang ốm tương tư đấy." "Ai bảo bà thế?" Ông Lý Vòng trừng mắt với vợ. Một lúc sau ông chậm rãi bảo tôi: "Này nhưng mà chú về nói với chú Vĩnh nhá, nhà tôi không có ai giận đâu. Nhất định tôi sẽ nói với nhiều người để cứu chú ấy." Biết tôi đến nhà Lý Vòng, ông Bắc yêu cầu tôi phải báo cáo lại. Khi nghe tôi nói Gần đang ốm tương tư, ông bất ngờ hứng thú với việc ghép Vĩnh vào với Gần. "Ừ, chỉ có cách ấy mới gỡ được tội cho thằng Vĩnh. Một mối tình kinh hoa nảy nở sau những sự hiểu lầm văn hóa. Ừ, đẹp quá đi chứ nhỉ?" Nhưng Vĩnh kiên quyết phản đối. Cậu ta phẫn nộ nói với tôi: Mày quên Ngọc Trâm của tao ở Hà Nội rồi à? Tao thà vào tù còn hơn là lấy người tao không yêu." Tôi chỉ còn biết thở dài. Không lẽ lại bảo nó: "Người không yêu mà đẹp như Ngần cũng có thể lấy được." Bố Vĩnh, họa sĩ Huy Ngọc nổi tiếng, nhận được công văn khẩn của ông Bắc, vội đi xe ca từ Hà Nội ra tận Móng Cái. Không biết trong công văn ông Bắc nói những gì, nhưng vừa gặp tôi, ông Ngọc nói ngay: "Chuyện thằng Vĩnh vẽ tranh khỏa thân, không lỗi 10 thì cũng lỗi 5. Người ta có đánh quá tay, mình cũng tiên trách kỷ hậu trách nhân. Bác sẽ tùy tình hình tìm cách tháo gỡ cho nó được tí nào thì hay tí đó. Nhưng mà bác kịch liệt phản đối việc ghép nó cưới con ông chủ tịch xã để xóa tội. Cái thời buổi bây giờ, hôn nhân phải dựa trên tình yêu và đồng cảm văn hóa chứ." Ông không bắn bỏ, nặng lời với Vĩnh một câu. Sau khi cảm ơn và làm việc riêng khá lâu với ông Bắc ở đội xe, đến chiều mát, ông bảo tôi đưa ông đi thăm nhà ông bà Lý Vòng. Ông Vòng đi họp trên huyện chưa về. Bà Vòng sang Trung Quốc bán hàng thổ cẩm và mua thuốc bắc về sắc cho Ngần. Nhà chỉ có Ngần và mấy đứa em. Vào nhà, mặc tôi trò chuyện với Ngần, ông Ngọc từng dưng đi quanh phòng, chăm chú xem những tấm thổ cẩm treo trên vách, vừa để trang trí, vừa làm hàng mẫu bán cho khách. "Những thổ cẩm này ai dệt?" "Mẹ cháu." "Thế lấy mẫu từ đâu?" "Những mẫu màu sẫm của mẹ cháu, còn màu tươi là của cháu." Ông Ngọc ngồi xuống ghế, ngắm kỹ gương mặt Ngần. Rồi ông hỏi: "Bác hỏi cháu nhé, thế cháu ốm tương tư vì thằng Vĩnh là bác à?" "Tại vì anh ấy nhìn cháu tắm những 34 lần." Ông Ngọc khẽ lắc đầu, cười nhếch miệng với tôi. Chờ đến tối, không thấy ông bà Lý Vòng về, ông từ chối lời mời ở lại ăn cơm của Ngần, điềm đạm chào cô, rồi cùng tôi ra về. Trăng đầu tuần lên sớm từ sau những dải núi cao trùng điệp mé Đông Hưng.
suốt đường đội bạch đàn hơn 2 cây số, lội qua 2 con suối. Ông Ngọc không hé miệng nói một câu nào. Cuối cùng thì đám cưới vui duyên mới không quên nhiệm vụ giữa Vĩnh, anh thợ sửa xe dân Hà Nội, với Ngân, cô giáo Hoa Lai Giao diễn ra rất vui vẻ. Do ông Bắc, phó giám đốc phụ trách tổ chức công ty, đứng làm chủ hôn, không hẳn từ thiện chí. Sau đám cưới, ông Ngọc không để Ngân ở bóng cái mà đưa ngay về Hà Nội làm dâu. Thực ra là để tích cực ôn tập, sang năm kịp thi vào hệ trung cấp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Sang năm 68, chiến tranh trở nên ác liệt. Vĩnh lên đường nhập ngũ, tôi Vĩnh chia tay nhau từ đó. Rồi chúng tôi cùng lần lượt trưởng thành theo thử thách khắc nghiệt của thời gian và trường đời. Gần bây giờ là một họa sĩ tài năng trong số các nữ họa sĩ hàng đầu Việt Nam. Còn Vĩnh, sau chiến tranh kết thúc, mới giải ngũ về học Đại học Mỹ thuật, hiện là nhà lý luận phê bình hội họa rất nổi tiếng. Ông Bắc sau này về Hà Nội làm thứ trưởng, thuộc ekip lãnh đạo có tinh thần đổi mới nhất trong lịch sử của ngành. Khi chưa về hưu, thỉnh thoảng có dịp vào Sài Gòn công tác, ông vẫn ghé nhà tôi. Uống với nhau ly rượu, chúng tôi vẫn hay nhắc lại những kỷ niệm cũ ở Quảng Ninh, trong đó có chuyện tình bên bờ suối của Vĩnh và Ngân. Không thể ngờ, chúng ta lại có một thời ấu trĩ đến cực đoan như vậy nhỉ? Ông Bắc hay nhắc lại nhiều lần cái câu này. Tôi rất muốn biên tập lại 2 chữ chúng ta, và cũng không tin lắm một người hôm qua như vậy, hôm nay lại có thể đổi mới 100%. Nhưng mấy chục năm xa cách, gặp nhau vẫn tốt hơn là không gặp. Mỗi khi có dịp ra Hà Nội, tôi vẫn đến thăm vợ chồng Vĩnh Ngân. Họ có 2 con, một trai một gái đã trưởng thành, cùng theo nghề bố mẹ và đều khá nổi tiếng. Trong phòng tranh rộng nhà Vĩnh Ngân, lúc nào cũng treo đủ 34 bức tranh sơn dầu và sơn mài, hình Ngân khỏa thân bên bờ suối ở Đoan Tĩnh bóng cái thời xa xưa ấy. Khách đến trả vài chục nghìn đô la một bức, hai vợ chồng nhất định không bán. Ông bà Huy Ngọc vẫn ở với họ. Thấy tôi ra, ông bà mừng lắm, ông nói. Hồi đó, bất ngờ phát hiện con Ngân có năng khiếu hội họa đặc biệt, nên tôi quay ngoắt 180 độ, đồng ý cho thằng Vĩnh cưới nó ngay. Bác bất chấp chuyện Vĩnh không yêu Ngân và có Ngọc Trâm ở nhà. Ôi già, hy sinh 10 mối tình lãng mạn để đất nước có thêm một họa sĩ tài năng á, thì cũng chẳng lấy gì làm tiếc. Nhưng ai bảo thằng Vĩnh không yêu vợ? Bà Ngọc nói, chúng nó phải như thế nào thì ông mới gọi là yêu à? Con trời mà biết được Vĩnh treo đầy hình ảnh vợ trong phòng tranh là tình yêu hay là nghệ thuật. Nhưng tôi thừa nhận, thường xuyên hai mắt của Ngân và Vĩnh vẫn có những nét buồn lặng âm thầm. Vĩnh vẫn nhớ thương Ngọc Trâm, dù bây giờ Trâm đã có chồng con. Ngân cũng biết như vậy, nhưng biết làm sao được. Trên thế giới này, tình yêu không có bi kịch, các nhà văn lãng mạn sẽ chẳng có chuyện gì để viết.